Chào mừng mọi người đã đến với kênh Phương NTP Cuộc Sống ở Malaysia. Và em xin mời mọi người cùng vào bếp nấu ăn với em và cùng sau đó cùng thưởng thức món ăn với em nhé. Món ăn hôm nay của em thì gắn liền với cái tuổi thơ của em. Em không biết tuổi thơ của mọi người như thế nào, nhưng tuổi thơ của em mỗi lần mẹ đi chợ về đấy là em ngóng mẹ lắm. Chị em rất là ngóng mẹ để xem là mẹ có mua cái gì cho ba chị em không. Và mỗi lần mẹ đi chợ về thì hay có là bánh rán này, xôi khúc này, hoặc là bánh giò, bánh dập. Đấy, mấy cái món ăn rất là dân dã của Việt Nam ấy. Ở các quán cóc này, các chợ bán rất là nhiều. Em không biết ở quê mọi người gọi cái bánh này là bánh gì, nhưng ở quê nhà em thì gọi là xôi hấp hoặc bánh hấp. Nó giống hoàn, cũng rất là giống cái xôi khúc đấy mọi người ạ. Nhưng mà ở đây thì em không có lá khúc, mà cái màu xanh ở đây đấy thì em đã thay bằng lá nếp để tạo màu xanh này này. Và các nguyên liệu thì em có để công thức ở đây rồi. Thì mọi người có thể làm theo cái công thức của em hoặc gia giảm theo tùy ý mọi người đấy. Cái gạo nếp ở bên đây thì em đã ngâm được qua đêm. Cái gạo nếp ở bên đây thì em thấy nó không được dẻo, hạt nó không được tròn mấy như ở Việt Nam đâu. Và cái lúc nấu ấy thì phải mất nhiều thời gian hơn, nó vẫn là cứng. Sau khi thì em có một bát bột nếp và bột tẻ trộn đều với nhau. Em cho bột tẻ vào là để em giảm cái độ dẻo bột nếp đi mọi người ạ. Sau khi mà em trộn đều hai loại bột với nhau đấy thì em cho muối vào. Muối ở đây thì em sẽ cho tầm 5g muối. Và em trộn đều lên trước khi mà em cho nước lá nếp vào. Mọi người ơi, nếu mọi người dùng nước lá nếp nhá, hoặc là nước để pha đấy, thì mọi người nên dùng nước ấm nhá, để cho cái bột nó nở được một chút rồi. Chứ mọi người đừng dùng nước lạnh. Dùng nước lạnh ấy, thời gian ủ bột của mình sẽ lâu hơn. Mọi người cứ đổ từ từ nhá. Với cái công thức này và cái bột của em ấy thì em phải đổ từng đầy nước. Nhưng mà một số loại bột mới hoặc là cũ nó sẽ có độ hút nước khác nhau ấy, thì mọi người cứ đổ từ từ. Nếu mà mọi người đổ mà nó khô ấy, thì mọi người cho thêm nước vào. Còn nếu mà nó rớt ấy, thì mọi người cho thêm bột nếp vào nhá. Sau khi mà nước cho vào đấy thì mọi người cho thêm dầu ăn vào. Dầu ăn này ấy, để chốc nữa mình cho vào mình lặn đấy, nó không bị dính, không bị bết, và nó rất là trơn bóng cái bánh ấy mọi người ạ. Xong mọi người nhào đều lên và ủ. Ủ tầm 15-20 phút là được mọi người ạ. Để cái thử bột xem nó đã đạt chưa đấy, thì mọi người khi mà mọi người lấy ra đấy thì nó dẻo, nó kết thành một khối là được. Sau khi mà nhào xong đấy thì mọi người để bột nghỉ khoảng độ 15-20 phút và bọc cái miệng bát vào để cho bột nó không bị khô ấy mọi người ạ. Lúc này là cái bột nó rất là mềm tay. Trong lúc chờ bột nghỉ đấy thì em sẽ đi làm nhân. Nhân ở đây thì em sẽ phi cái hành băm nhỏ ra rồi đấy. Em phi lên, phi thơm lên và em cho thịt vào xào. Mọi người có thể để thịt miếng hoặc thịt xay cũng được. Như em thấy đấy, thì cái thịt xay đấy khi mà em xào lên đấy với đỗ đấy thì nó rất là ngấm, rất quyện gia vị và ăn ngon hơn là em để cái thịt miếng em ướp. Cũng tùy từng cách của mọi người đấy, mọi người có thể làm theo cách nào cũng được, cách nào cũng tiện đấy. Sau khi mà hành phi vàng lên rồi thì em cho thịt vào em xào. Xào đây thì cũng rất là nhanh, không cần phải thịt nó quá săn lại và nó vàng thịt đâu. Mọi người chỉ xào tới thịt là được, là cho được đỗ vào. Sau khi mà thịt nó đã ta bớt nước và nó săn lại một chút rồi thì em sẽ cho nước mắm, muối vào. Còn hạt tiêu thì em sẽ để bước cuối cùng khi em tắt bếp nhé. Tại vì nếu mà cho hạt tiêu và xào luôn ấy, thì cái độ thơm của hạt tiêu nó sẽ bị mất đi, không được giữ cái mùi thơm của hạt tiêu. Sau khi mà thịt như thế này đấy thì em sẽ cho đỗ vào. Đỗ ở đây đấy thì em đã hấp rồi và em sẽ bóp nhuyễn ra mọi người ạ. Tại vì là em cắt bớt cái công đoạn là hấp đỗ này, ngâm đỗ, hấp đỗ và ngâm hạt gạo nếp. Em cắt bớt mấy cái công đoạn đấy đi, tại vì là nếu mà để như thế thì cái video nó rất là dài. Và cái bước đấy thì hầu như ai cũng biết rồi, nên là không phải quay những cái bước đấy quá chi tiết đấy mọi người.
À, cái ngâm em xin chia sẻ là em có thói quen là ngâm đỗ và ngâm ngâm hạt gạo ấy, là em có cho thêm một chút muối vào để đến lúc mà em rửa gạo, em vớt gạo ra đấy, em rửa đi thì em không cần rắc muối nữa, tại vì cái nước đấy, gạo nó đã uống nước muối ở đấy rồi. Ở đây đấy thì em sẽ vo viên, vo nhé mọi người nhé, không cân. Mà mọi người muốn chi tiết hơn thì mọi người sẽ cân. Với cái đĩa này, với cái trọng lượng như thế này thì em chia được làm 10 viên. Nó không đều nhau đâu mọi người ạ, tại vì em làm vo đấy, nhưng mà nó cũng tương đối. Đó, được 10 viên. Và mọi người ơi, xào cái đỗ này thì mọi người xào tới thôi nhá. Mọi người đừng có xào khô quá đến lúc mình tạo hình này, mình nặn thành viên đấy, nó không ăn. Mà mọi người cho ít đỗ quá nó cũng không bắt nhá. Mọi người nên cho nhiều đỗ một chút. Bây giờ thì em chuẩn bị là đi hấp. Đi hấp thì em sẽ nót một cái lá ở dưới cái sừng hấp của em, tại vì cái sừng hấp của em nỗ nó hơi to đấy, thì em sợ là gạo nó sẽ nọt xuống dưới nên em sẽ nót lá ở đây. Và cái phần nót lá này ấy, sau này thì nó sẽ làm cho em một cái là rất là thất vọng, tại vì là cái màu lá đấy nó bị ăn lên cái hạt gạo, đâm ra cái hạt gạo nó không giữ được cái màu trắng nguyên bản của nó nữa, nó bị cái hơi cái màu ngà ngà của lá đấy. Bột ở đây thì em có 10 viên nhân nên là em sẽ chia thành 10 viên bột luôn. Và em chia bột làm hai phần. Em chưa lặn xong ấy thì em vẫn để ở trong cái bát, cái tô đấy, và em phủ ni lông lên dựng màng bọc thực phẩm đấy. Mọi người nặn ấy thì mọi người nên để lại một chút bột để chốc nữa là cho lên làm mũ. Tại vì là khi mình chia đấy thì thường thường nó sẽ bị hở ở đoạn cái phần trên của cái bánh, nên là mình sẽ để lại một chút, tí nữa mình cho vào cũng được. Mọi người có thể làm cái vỏ mỏng hơn nhé. Ở đây thì cá nhân em ấy thì em thích ăn cái vỏ bánh nó dày, nên là em sẽ nặn dày hơn một chút đấy. Nếu mọi người làm nhân vỏ mỏng hơn ấy thì mọi người sẽ giảm bớt được lượng bột đi. Cái sừng của em nó hơi nhỏ nên là nếu mà cái với cái 10 cái bánh này đấy thì nó hơi bị chật. Mọi người nếu mà có sừng to hơn hoặc mọi người làm ít hơn ấy thì mọi người nên để cái khoảng cách của cái bánh ấy, mỗi cái cách nhau khoảng độ 2 phân, thì đến lúc mà cái bánh nó hấp chín lên này, nó nở đấy, thì nó không bị dính vào nhau. Nếu mà để gần quá đấy thì đến lúc mà hấp lên ấy, cái bánh nó nở, nó dính vào nhau và mình sẽ khó lấy hơn. Mọi người để ý là em xếp ấy thì em vẫn có một cái khoảng cách của giữa các cái bánh với nhau ấy. Sau đó thì mọi người phủ gạo lên. Thì cái phủ gạo hoặc là mọi người có thể lăn cái bánh qua cái gạo ấy, thì cái bánh ấy nó sẽ bắt gạo nhiều hơn là khi em phủ như thế này. Đó. Và đây, bây giờ thì em sẽ mang đi hấp. Hấp ở đây thì em sẽ làm, nếu mà hấp xôi ngon nhé, kể cả xôi, bánh khúc hay là mọi người hấp cái gì liên quan đồ lếp ấy, thì mọi người nên hấp làm hai lửa, hai lần đấy, thì nó sẽ ngon hơn. Ở đây đấy thì em hấp khi bánh chín ấy, thì tầm 30 phút đến 40 phút là bánh chín rồi. Và em đã tắt bếp đi, tầm 20 phút sau thì em lại hấp lại 30 phút nữa. Thì cái bánh này rất là dẻo và cái hạt nếp ấy, nó dẻo hơn rất là nhiều so với lần mình hấp một lần. Đấy là kiểu như là kinh nghiệm của bà nội em truyền lại. Nên là khi mà sau này đấy thì em vẫn áp dụng theo. Và cái màu khi chín này, cái màu xanh của lá lếp ấy, nên rất là đẹp đấy mọi người ạ. Đây là lần một em mở ra và em có lấy đũa em chọc những cái lỗ để cho nó hơi nó lên nhiều hơn đấy mọi người ạ. Nhưng mà mọi người thấy không, cái lá của cái lá xong ấy đã bị bắt lên cái gạo đây, làm cho cái gạo nó không được cái màu nó hơi bị đục, nó không được trắng như những cái gạo ở phía trên. Rồi, mọi người có thể là nếu mà mọi người muốn thơm hơn ấy, mọi người có thể đổ nước cốt dừa trên cái gạo nếp nhé. Em đổ ít thôi ạ. Và đây là sau khi em đã hấp làm hai lần rồi. Bây giờ thì em sẽ lấy ra và thưởng thức. Đó.
Với cái này đấy thì ăn với hành phi và dưa chuột, dưa gót đấy mọi người, là ngon nhất. Mọi người có thể ăn với muối vừng cũng được. Cái thứ hai, cái lá nếp này, lá dong này thì là em đã lấy ở cái khu vườn nhà em. Cái khu vườn nhà em ở, cái khu nhà nhà em ở đấy thì rất là tiện, có mấy loại cây là người ta trồng nhưng họ ít sử dụng, mà toàn em sử dụng là nhiều. Và khi đã trình bày xong đấy thì em sẽ điểm thêm một chút hành phi ở phía trên cái bánh của em. Công đoạn hành phi đấy thì em cũng không quay, tại vì là video trước của em đấy thì cũng có cái công đoạn hành phi này rồi. Mọi người chỉ cần đun nóng dầu lên và cho hành vào. À, lưu ý là hành phải thái rồi nhé mọi người nhé, chứ còn hành cả củ là nó lâu vàng và ở bên trong chưa vàng thì bên ngoài đã cháy rồi đấy ạ. Đây mọi người ơi, bây giờ là cái mùi thơm nó ngào ngạt lên đấy. Và bây giờ em sẽ cắt cho mọi người xem cái nhân ở bên trong nhé. Đây là cái nhân ở bên trong đấy mọi người ạ. Cái bánh này nhá, theo cảm nhận của em ấy thì nó có cái vị dẻo thơm của nếp này, của lá nếp này, và cái vị ngậy bùi của thịt, của đỗ xanh hòa quyện với nhau tạo lên một cái món ăn rất là ngon. Đó. Thêm vài miếng dưa chuột nữa. Đó. Vậy là xong một món ăn rất là dân dã, rất là quen thuộc với người Việt Nam rồi. Và cái công thức thì cũng rất là đơn giản mọi người ạ. Cái thời gian chế biến của em đấy thì cả thời gian nặn, nhào bột, phi hành các thứ đấy thì em phải mất tầm 45 phút, còn cái thời gian mà đợi bánh chín ấy thì em sẽ không tính nhá. Nhưng mà cái thời gian mà làm ra đấy thì cũng phải mất tầm 45 phút đấy mọi người ạ. Và video xôi hấp bánh hấp của em đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mọi người xem video thì mọi người hãy cho em một like, một subscribe và một comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye mọi người.